Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Học viện IT. Ở đây thì chắc chắn rất nhiều anh em đang sử dụng USB để cài Win hoặc là sử dụng USB để tạo những cái Win Mini, Winbot giúp cứu hộ Windows đúng không? Thì trong những trường hợp mà anh em cứu hộ những cái Windows mà nó bị lỗi do virus ấy thì rất có thể là virus nó sẽ đi sang USB và khi mà các bạn cắm USB đấy vào một cái thiết bị khác ấy thì nó có thể lây lan gây mất dữ liệu, gây nguy hiểm cho người dùng. Thì có một cách để có thể hạn chế trường hợp mà virus có thể lây lan qua USB này. Đó chính là các bạn có thể tiến hành đóng băng USB lại. Và trong video hôm nay, Học viện IT sẽ chia sẻ tới các bạn cách để có thể đóng băng USB nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ phải hiểu qua một chút về đóng băng USB nó như thế nào. Thì việc đóng băng USB sẽ làm cho cái dữ liệu chúng ta không thể copy ra vào trong cái vùng mà các bạn đã đóng băng được. Thế nên nó sẽ hạn chế được cái trường hợp là USB của chúng ta sẽ bị nhiễm virus. Và để đóng băng được cái USB thì các bạn thực hiện những cái bước sau đây cho mình. Trước tiên thì các bạn cần chuyển cái định dạng USB từ FAT32 sang NTFS. Và để thay đổi được về cái định dạng NTFS ấy, thì các bạn cài cho mình ứng dụng là NTFS Driver Protection theo cái đường dẫn mình để ở dưới phần mô tả của video nhé. Tiếp đến thì các bạn có thể là click chuột vào cái file các bạn tải về và chọn Extract ra, giải nén ra, rồi mở cái phần mềm này lên dưới quyền Admin cho mình. Một hộp thoại như hình sẽ hiện ra trong cái mục là Tangle Drive. Các bạn chọn đúng cái ổ USB mà các bạn muốn đóng băng. Vì sau khi USB đóng băng thì nó sẽ không thể nào mà xóa dữ liệu cũng như là di chuyển cái dữ liệu đi được nữa ấy. Thế nên nếu các bạn muốn tạo USB boot này hay là tạo các cái Win Mini thì các bạn có thể tạo trước đi rồi sau đó mới đóng băng USB nhé. Các bạn đánh dấu vào tích vào cái thư mục là Unprotected File này. Đó, tích vào đây để các bạn tạo ra một cái thư mục không bị đóng băng. Cái thư mục này sẽ giúp các bạn lưu trữ dữ liệu cũng như lưu trữ các cái file mà các bạn cần copy qua copy lại giữa cái USB chúng ta và Windows. Sau đó click vào Start Protection để đóng băng USB. Một hộp thoại như hình nó sẽ hiện ra báo rằng là USB của bạn vừa được đóng băng thành công. Và nếu như ở cái bước mà các bạn là tạo một cái thư mục mà nó không khóa ấy, thì nó sẽ hiển thị ở ngay đây giúp các bạn có thể copy dữ liệu ra vào tùy ý. Và trong trường hợp nếu USB của bạn bị nhiễm virus thì các bạn có thể tiến hành xóa cái file này đi mà hoàn toàn yên tâm các cái file dữ liệu khác đã đóng băng nó vẫn được bảo toàn và không bị nhiễm virus. Và để mở khóa cái đóng băng USB này thì các bạn đơn giản là làm lại những cái bước tương tự. Sau đó các bạn chọn vào cái stop này để mở khóa cái đóng băng. Sau đó các bạn có thể sử dụng USB như một cách bình thường. Và trên đây thì là một vài cái chia sẻ nhanh của Học viện IT từ các bạn về cách để có thể đóng băng USB, hạn chế cái trường hợp USB bị nhiễm virus. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.